taking it slow, but it's not typical. She already knows that my love is fire. Hello Beauty, Candice rất là vui khi có mặt trong một chuyên mục mới của Beauty. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm một clip có tên là White Rose. Bởi vì đối với mình mà nói thì cái hình ảnh này nhìn rất là ngây thơ, mỏng manh nhưng mà không hề bánh bèo. Và nếu như bạn cũng thích hình ảnh này giống mình thì hứa là hãy xem hết clip này nhé. Sau khi hoàn thành tất cả các bước chăm sóc da một cách cẩn thận thì mình sử dụng đến kem nền của Make Up For Ever. Đây là một cái loại kem nền mình rất hay sử dụng trong clip bởi vì nó rất là mỏng nhẹ và có 70% là nước. Và tiếp theo là mình sử dụng cái Fushi của Giorgio Armani. Đây là một cái sản phẩm tạo độ căng bóng cho da. Và bạn nhớ là hãy nên dậm nhẹ trên làn da của mình thôi nhé. Bởi vì kể cả những sản phẩm high-end thì nếu như bạn không làm khéo tay một chút thì nó cũng để khiến cho những cái mảng phấn highlight không được bám trên da và nhìn rất là loang lổ. Sản phẩm Fushi này nó sẽ giúp cho bạn có một cái làn da nhìn rất là căng bóng và đặc biệt là khi ra ngoài trời thì nó sẽ trở nên lấp lánh hơn bởi những hạt nhũ ở trong cái sản phẩm Fushi này và mình cũng rất là thích điều đấy. Sản phẩm này thì đối với mình mà nói thì nó có khả năng giữ được tầm từ 4 đến 5 tiếng và sau đó thì sẽ hơi bị chảy phấn một chút. Holiday Love Edition The Face Shop là sản phẩm mà mình sử dụng cho màu mắt ngày hôm nay với tông màu trắng ngọc trai và nâu nhạt. Các bạn hãy xem clip để nhìn cái cách mình tán nhé. Lần này thay vì kẻ mắt bằng chì hay là bằng gel thì mình sử dụng luôn em Innisfree để xem là em ấy bé nhưng mà có võ không. Mình kẻ một đường sát chân mí và kẻ hơi dài đuôi vảnh ra ngoài. Sau khi sử dụng thì mình quan sát là em ấy cũng có lên được màu nhưng mà mình cứ phải tô đi tô lại vì nó bị nhạt quá. Nhưng mà đúng là dạ xăm, mình có dùng cả ngày không hề thấy nó bị lem lên một chút nào. Tuyệt vời đấy. Và phần mình muốn giới thiệu cho các bạn đây rồi, đó chính là mi nhật, là một dạng mi lưới. Và mình biết được em ấy tình cờ vào một lần đi mua đồ một giá ở Nhật thì mình nhớ là nó chỉ tầm 40.000 thôi nhưng mà có thể dùng đi dùng lại đến 3-4 lần liền mà không hề có vấn đề gì hết. Mi nhật này thì mới đầu mình nhìn thì mình thấy rằng là hình như nó quá bị to và dài, nhưng mà khi dán lên thì các bạn có thể thấy rằng nó làm cho khuôn mắt của mình rất là tròn, rất là tự nhiên và cực kỳ nhẹ, không hề có một cảm giác nặng như dán mi giả bình thường ấy. Ngoài những chữ Nhật mà mình không đọc được ra thì em ấy là Lovely Dolly Style màu nâu số 5 và của Daiso Nhật Bản. Bạn hãy ướm thử lên trên mắt của mình và nếu như mắt của bạn có thể là bé hơn thì các bạn hãy cắt một chút ở phần đuôi để cho cái mi giả của mình vừa hơn nhé. Đối với phần lông mày thì mình rất là hứng thú giới thiệu cho các bạn một sản phẩm mới. Là sản phẩm đối với mình mới thôi. Đó là của Innisfree Teen Dual Brow, dạng kẻ xăm, gọi tắt là như thế. Với có hai đầu là Teen Splurge và Brow Mascara. Như trong clip các bạn có thể thấy rằng khi mà mình kẻ lên thì nó sẽ ra một cái màu nâu nhạt. Màu thì giữ rất là lâu bởi vì có thể giữ đến từ 2 cho đến 3 ngày cơ. Nếu như bạn không đụng vào, bạn không lau chùi quá nhiều. Đường kẻ thì khá là sắc nét nhưng mà nếu như khi mà các bạn ấn mạnh tay hoặc là không đều tay ấy, thì nó sẽ khiến cho có chỗ bị đậm, chỗ bị nhạt và cái điều đấy rất là xấu. Em Innisfree này còn tặng kèm các chị em một cái đầu chải lông mày. Mình thì không thích nó lắm bởi vì nó bị bé quá. Mình thích sử dụng những cái sản phẩm nó dài hơn và to hơn thì khi mình chải lông mày nó được đều hơn. Cái này thì nếu như để không cẩn thận thì lại rất là dễ làm cho lông mày của các bạn bị bết đấy. Nói chung là đánh giá tổng quan về em Innisfree này thì khá là tiện, đẹp mắt. Nhưng mà nếu mà không khéo tay thì
Sau đó phần còn lại thì mình đánh sống mũi và má hồng, từ mang tai đánh hơi xéo ra ngoài bằng một cái màu hồng nhạt thôi nhé. Nhạt hơi pha cam một tí thì nó sẽ hợp với concept lần này hơn. Để có được màu son giống như trong clip các bạn thấy thì mình đã mix hai màu Latte M6 và Cappuccino M7 của City Color lại với nhau. Đầu tiên là mình đánh Latte trước, sau đó mình đánh Cappuccino và nó ra được một màu nút hơi nâu nâu một chút, nhìn rất là đẹp. Vậy là mình đã hoàn thành xong cách trang điểm này và mình nghĩ rằng nó không quá khó để các bạn bắt chước phải không? Và chúng ta sẽ xem lại thành quả một chút nhé. Và Candy hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nhé. Bye!